Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2024, Giáo họ Kim Thành, Giáo phận Ban Mê Thuột hân hoan đón chào Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận về Ban Bí tích thêm sức cho 37 em thiếu nhi trong giáo họ. Giáo họ Kim Thành được Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị thành lập 1957 và chọn Thánh Giuse lao động làm bổn mạng. Trước đây, giáo họ trực thuộc giáo xứ Kim Phát, sau đó trở thành giáo họ biệt lập qua văn thư được Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột ấn ký ngày 1 tháng 2 năm 2018. Ngày 18 tháng 3 năm 2023, Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng được bổ nhiệm làm cha quản nhiệm Tiên Khởi,